ip là gì nếu bạn là một người mới sử dụng máy tính và gặp các vấn đề về kết nối mạng thì sẽ có lúc tự hỏi bản thân rằng địa chỉ ip là gì nói ngắn gọn thì địa chỉ ip internet protocol có nghĩa là địa chỉ giao thức của internet nó tương tự như địa chỉ nhà hay địa chỉ doanh nghiệp vậy các thiết bị phần cứng trong mạng muốn kết nối và giao tiếp với nhau được đều phải có địa chỉ ip chính địa chỉ ip sẽ giúp các thiết bị trên mạng internet phân biệt và nhận ra nhau từ đó có thể giao tiếp với nhau nó cung cấp danh tính của các thiết bị được kết nối mạng tương tự như địa chỉ nhà hay doanh nghiệp trong thực tế đều có vị trí cụ thể nếu như bạn có một lá thư tay muốn gửi cho người yêu ở nước ngoài bạn sẽ cần phải biết chính xác địa chỉ của người đó lá thư bạn gửi sẽ không đến tay người yêu bạn nếu như chỉ điền tên người nhận thay vào đó nhất định bạn phải điền đầy đủ địa chỉ cụ thể và tất nhiên địa chỉ đó phải tra cứu truy xuất được thông qua số điện thoại